Xin chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 4 giờ sáng nay tại trạm thủy văn Kutan, đoạn trùng khánh của sông Dương Tử, dòng sông đã tràn một vết đỏ, mực nước lũ năm 1981 là 191,41m, đánh dấu sự xuất hiện của một đột phá ở đoạn trùng khánh của sông Dương Tử, vượt quá giá trị mực nước lũ cực đoan lịch sử vào năm 1981. Trạm Kutan là một trạm thủy văn cơ bản quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử và mực nước của nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của thành phố trung tâm Trùng Khánh. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục gần đây ở lưu vực Tứ Xuyên, trận lũ sông Dương Tử số 5 năm 2022 và trận lũ sông Gia Lăng số 2 năm 2022 đã hội tụ tại Trùng Khánh, tạo thành đỉnh lũ với tốc độ dòng chảy hơn 74.000 mét khối trên giây. Đây là trận lũ ở mực nước cao nhất kể từ khi xây dựng trạm thủy văn Kutan và nó cũng là trận lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Được biết, lũ lụt đã làm cho sông Lijiang ở Trùng Khánh và dòng chính của sông Yangtze vượt quá mức nước đảm bảo trên diện rộng. Trong đó, các trạm thủy văn lớn như trạm Kutan trên sông Dương Tử và trạm Tikiku trên sông Zizilang đã vượt mức nước đảm bảo 8-9m và tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Lũ lụt đã làm ngập nhiều con đường ven sông, cầu, bến tàu và các quảng trường công viên ven sông ở Trùng Khánh trên đường Napin. Một khu kinh doanh thịnh vượng ở thành phố chính của Trùng Khánh, nước lũ quét qua đường Binjinyang và các tòa nhà ở tầng 1 dọc theo con phố nói chung đã bị ngập. Tại thị trấn cổ Shikiku gần sông Gia Lăng, con đường ở cổng vào cổ trấn đã bị nhấn chìm, nước lũ đang tiến sát tầng 3 của cửa hàng hướng ra đường. Thống kê mới nhất cho thấy đợt lũ lụt này đã ảnh hưởng đến hơn 260.000 người ở Trùng Khánh và làm ngập hơn 20.000 cửa hàng. Để đối phó với sự di chuyển của đỉnh lũ lớn nhất, Trùng Khánh đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1 đầu tiên kể từ khi hồ sơ bắt đầu và đã nỗ lực hết sức để thực hiện cứu hộ và cứu trợ thiên tai, đồng thời chuyển và tái định cư những người bị gặp nguy hiểm. Phố cổ Shikiku tạm ngừng đón khách du lịch trước trận lụt. Hơn 400 nhân viên địa phương đã được điều động để chuyển hơn 1.600 cư dân và cơ sở kinh doanh có nguy cơ qua đêm. Tính đến nay, Trùng Khánh đã di rời hơn 250.000 người đến nơi tránh nguy hiểm, đồng thời chuyển khẩn cấp và tái định cư cho hơn 130.000 người. Quý vị thân mến, lãnh đạo Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới trong bối cảnh lũ lụt hoành hành ở lưu vực sông Dương Tử. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hiện đang quay cuồng với làn sóng lũ lụt nghiêm trọng sau khi đợt bùng phát virus coronavirus đã hoàn toàn được kiểm soát. Thảm họa đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải di rời ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc. Tuần trước, lũ lụt trên sông Dương Tử lại lên đến đỉnh điểm ở Tứ Xuyên và thành phố lớn của Trùng Khánh, với đập Tam Hiệp khoảng 450 km về phía hạ lưu, đạt mức cao nhất kể từ khi nó bị ngăn chặn vào năm 2003. Lũ lụt năm nay không phải là một đợt thiên tai đơn lẻ với thiệt hại lớn về người và của, mà là một chuỗi các thảm họa nhỏ diễn ra chậm và không ngừng. Mặc dù các báo cáo chính thức tập trung vào các nỗ lực cứu hộ của chính phủ, nhưng tổng số thương vong do lũ lụt vẫn tiếp tục tăng lên. Đất nước Trung Quốc đã chiến đấu chống lại thiên tai trong hàng nghìn năm và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Ba sau khi đến thăm An Huy, một tỉnh bị ngập lụt khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Ông Tập Cận Bình gọi công tác cứu trợ thảm họa của Trung Quốc là một phép thử thực tế đối với hệ thống lãnh đạo và chỉ huy quân đội của chúng ta. Ông đã gặp gỡ thân nhân của 3 nạn nhân của trận lũ lụt và nói chuyện với các quan chức của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân tham gia cứu trợ thảm họa vào hôm thứ Tư vừa qua. Sự xuất hiện trước công chúng của Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng, đã sáng một đòn khác vào một nền kinh tế vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch. Lý Khắc Cường đã đến thăm Trùng Khánh, nơi sông Dương Tử tràn bờ bao lần thứ 5 trong năm nay. Và vào chiều thứ Năm, mực nước sông đã vượt qua mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 1981. Các nhà lãnh đạo đang cố gắng trấn an người dân rằng chính phủ đang làm những gì có thể, nhưng một số người có thể nghi ngờ.
Wu Qiang, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh cho biết, tôi tin rằng công chúng Trung Quốc sẽ đặt câu hỏi với Bắc Kinh, thậm chí cả mô hình và hiệu quả quản trị của Trung Quốc vì những thảm họa tự nhiên và nhân tạo liên tiếp xảy ra trong năm nay. Trong một video về lũ lụt ở Trùng Khánh được lan truyền trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến, một người dân Trùng Khánh cho biết đối với nhiều doanh nghiệp thiệt hại rất nặng nề phải chống chọi với dịch bệnh và lũ lụt trong năm. Trước tuần trước, lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế ít nhất 26 tỷ đô la Mỹ. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào tuần trước, Joe Jensen, tổng thư ký của trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc cho biết ít nhất 63 triệu người bị ảnh hưởng và 54.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ông cho biết ít nhất 219 người đã chết hoặc mất tích. Cư dân ở Meishan, Tứ Xuyên đang được sơ tán. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gọi những nỗ lực cứu trợ thảm họa của Trung Quốc là một phép thử thực tế đối với hệ thống lãnh đạo và chỉ huy quân đội của chúng ta. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong trận lở đất do mưa xối xả tại một ngôi làng gần Yan, Tứ Xuyên hôm thứ Sáu tuần trước. Một vụ sạt lở đất khác ở cùng khu vực khiến 5 người mất tích. Mưa lớn thường xuyên xảy ra ở miền Nam Trung Quốc vào mùa hè, nhưng mưa năm nay nặng hơn và dai dẳng hơn những năm trước, gây ngập lụt cho mùa màng và nhiều cộng đồng trong 2 tháng qua. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, ông Tập đã công bố một chiến dịch chống lãng phí lương thực trong bối cảnh lũ lụt, mặc dù các quan chức khẳng định không có khủng hoảng lương thực nào đang rình rập. Mưa lớn trong năm nay đã làm dấy lên cuộc tranh luận về đập Tam Hiệp, dự án lớn bắt đầu vào năm 1994 buộc phải di dời hơn 1 triệu người, nhấn chìm toàn bộ cộng đồng dưới nước và hủy hoại nghiêm trọng môi trường xung quanh. Theo Bộ Tài nguyên nước, lượng nước chảy vào hồ chứa của đập đạt 75.000 m khối mỗi giây, phá vỡ kỷ lục 61.000 m khối trên giây trước đó được thiết lập vào cuối tháng trước. Mặc dù các quan chức nói rằng con đập không gặp nguy hiểm, nhưng mực nước đã gần đạt công suất tối đa. Kể từ khi trận lụt bắt đầu, các quan chức đã nhiều lần đảm bảo rằng đập Tam Hiệp có thể chịu được trận lụt được mô tả là một trận lụt trong thế kỷ một lần. Một số báo cáo truyền thông nhà nước đi xa hơn tuyên bố rằng con đập gần như chắc chắn đã ngăn chặn lũ lụt nghiêm trọng hơn ở các thành phố lớn ở Hạ Lưu, bao gồm cả Vũ Hán, nơi bắt nguồn của đại dịch coronavirus năm 2019. Hôm thứ Sáu, các quan chức thông báo rằng dòng nước chảy vào đập Tam Hiệp đã giảm bớt, mặc dù họ vẫn cảnh giác. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của chính phủ đưa tin nó đã giúp giảm bớt đáng kể áp lực đối với việc kiểm soát lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Ngoài ra còn có thêm lũ lụt ở sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy quan trọng khác ở Trung Quốc. Các con sông ở tỉnh Thiểm Tây đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1997 và hôm thứ Sáu. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một tuyên bố, gần 700 con sông và nhánh sông nhỏ hơn cũng bị ngập lụt với các đập và đê cũ hơn chịu tải trọng lớn. Lũ lụt đe dọa một số địa danh nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Tại Tứ Xuyên, nước lũ tràn đến chân tượng Lạng Sơn Đại Phật, một tác phẩm điêu khắc trên sườn đồi 1.200 năm tuổi được liệt vào Di sản Thế giới của UNESCO. Tại Trùng Khánh, lũ lụt đã nhấn chìm Sikiku, một thương cảng cổ ven sông gần nơi hợp lưu của sông Gia Lăng và sông Dương Tử. Theo Tân Hoa Xã, nước lũ đã bao phủ tầng 3 của một số tòa nhà trên bờ dốc. Các bức ảnh cho thấy nước lũ màu nâu tràn ngập các vùng bờ sông lớn của thành phố, bao gồm cả điểm thu hút khách du lịch, hang động Hồng Gia 11 tầng. Tòa nhà đã đóng cửa từ hôm thứ Ba và các công nhân đang dọn bùn từ tầng dưới. Mực nước thật đáng sợ. Một quản lý nhà hàng địa phương, người chỉ cho biết họ của mình, Yang, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Sáu, đối mặt với thảm họa, con người quá nhỏ bé. Lượng mưa lớn bất thường trong nhiều tuần đã quét qua tòa nhà và cuốn trôi nhà cửa ở miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích và ảnh hưởng đến 15 triệu cư dân trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mưa lớn vào thời điểm này trong năm có xu hướng làm tăng vọt mực nước trên các sông của Trung Quốc, khiến các hồ chứa bị tràn. Tuy nhiên năm nay, cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus bùng phát trở lại đã ảnh hưởng đến việc chuẩn bị lũ lụt, theo Nhân dân Nhật báo. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt không có dấu hiệu dừng lại sau khi cơ quan thời tiết chính phủ đưa ra cảnh báo mưa xối xả kéo dài 31 ngày và các chuyên gia đã cảnh báo về khả năng sạt lở đất và vỡ ở các hồ chứa và đập. Tại Trung Quốc, các hồ chứa quy mô vừa và nhỏ hầu hết là sản phẩm của những năm 1960 và 1970 và không tuân theo các tiêu chuẩn xây dựng cao. Brad Domen, một kỹ sư thủy lợi ở thành phố Thâm Quyến miền Nam Trung Quốc cho biết, một khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra, rất dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm.
một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay là Hồ Bắc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên ở thủ phủ của tỉnh Vũ Hán. Vào cuối tháng trước, ở Nghi Xương, nước ngập sâu đến thắt lưng, nước âm u đã làm ngập đường phố và khiến người dân trong ô tô bị mắc kẹt. Nghi Xương là một thành phố ở Hồ Bắc, nằm dọc theo sông Dương Tử, hạ lưu của Tam Hiệp, một trong những đập lớn nhất thế giới. Tại Yeongsu, một thị trấn du lịch nổi tiếng với cảnh núi non tuyệt đẹp, một quan chức nói với tờ báo Southern Weekend rằng vào ngày 7, khu vực này đã hứng chịu một trận mưa xối xả kéo dài một lần trong 200 năm. Các nhà chức trách nói với Southern Weekend rằng hơn 1.000 khách sạn và homestay và 5.000 cửa hàng đã bị hư hại. Tại thành phố Trùng Khánh, các quan chức địa phương cho biết tháng trước lũ lụt ở đầu nguồn địa phương của sông Kiang ở thượng nguồn sông Dương Tử là tồi tệ nhất kể từ khi việc giám sát bắt đầu vào năm 1940. Khoảng 40.000 cư dân đã được sơ tán. Theo các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Sáu cảnh báo rằng phía tây nam của nước này sẽ phải đối mặt với một đợt mưa lớn mới bắt đầu từ hôm thứ Bảy. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.